Đây là bộ phim về một U30 quá khứ bất hảo, còn hiện tại thì bất lương nhưng mà không phải là kiểu này mà là như thế này. Hoặc là thế này. Nhưng mà cái phim này lại bất ngờ đạt top 1 trong bảng xếp hạng những bộ anime có thể gọi là sách giáo khoa cuộc sống. Vậy thì bộ anime này có gì mà lại có thể được yêu thích như thế? Tất cả sẽ có trong video recap hôm nay hoặc không. Video này được mang đến cho bạn bởi content nhật minh và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập, rửa bát. Đời chúng tôi tổng hợp và cóp nhật từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Tại Edo, đất nước của samurai đã từng là như vậy cho đến khi người ngoài hành tinh hay còn được gọi là Amanto xuất hiện và xâm chiếm trái đất, không chịu nổi sự xuất hiện của những thế lực ngoại xâm. Các samurai thời ấy đã nổi dậy nhưng mà lại thua cuộc tại vì kiểu kiếm mà ăn thế đấy nếu được công nghệ du hành vũ trụ cũng kể từ đó lệnh phong kiếm được ban phát tức là mọi người không được dùng kiếm nữa đấy tính đến nay đã là 20 năm tuy nhiên ở đâu đó vẫn có những người cố gắng gìn giữ truyền thống kiếm đạo đã bị lãng quên bằng cách đi làm thêm kiếm tiền trả nợ đây là shimura shinpachi người thừa kế võ đường mà cha để lại nhưng mà vào thời đại súng ống lên ngôi thì đao kiếm chỉ là vật trang trí ngoài thuần lại thêm cái lệnh phong kiếm nên là hiển nhiên không ai đến võ đường đăng ký học cả nhưng mà kể cả thế shinpachi vẫn nhất quyết không từ bỏ để có thể tiếp tục nguyện vọng của cha cậu đã đi làm thêm tại cửa tiệm của ông hói này nhưng mà do không thạo việc vì bình thường chỉ toàn liệm kiếm nên là bị đánh cho bờm đầu mấy ông furry đầu báo này thấy thế thì quyết định nói giúp nhưng mà là giúp Shinpachi thành trò cười nhanh hơn đối với amanto thì con người là một giống loài hạ đẳng nhất là cái bọn samurai đã thua cuộc dưới tay chúng trước đó giờ thì cả chủ lẫn khách đều cùng xông vào pressing Shinpachi nhưng mà mới ráp được nửa bài thì không biết từ đâu ra một thanh niên đầu quán xuất hiện đấm cho đầu hói một phát về trời tiện đó cũng quay ra rút thanh kiếm gỗ vả từng con bão một lý do hắn đưa ra là vì trận ẩu đả vừa rồi giữa Sinpachi và chủ quán đã khiến pudding trong ly của ông anh này bị đổ mà do mắc bệnh tiểu đường nặng nên là mỗi tuần chỉ được ăn một ly thế lại còn bị làm đổ bạn đang tò mò là tại sao anh ta không mua ly mới thì lý do là người đàn ông này họ ngồn ngồn vãi lèo hành động không biết là côn đồ hay trượng nghĩa của ông tóc quán này đã khiến Sinpachi bất ngờ và bất giác đuổi theo nhưng mà khi ra đến cửa thì anh ta đã phóng xe đi mất cùng lúc đó lực lượng cảnh sát đã tới nơi còn Sinpachi thì tới số để vì cây kiếm còn dính máu của ông đầu quán kia bây giờ lại đang trên hông của cậu à, quả này toang thật rồi biết mình bị sờ Shinpachi vội vàng chạy theo thủ phạm nhưng mà giữa chừng thì lại bắt gặp chị gái của mình, Shimura Otae, thực ra là bà này tên là Tae nhưng mà thêm O vào đằng trước tại vì đây là cách gọi phụ nữ Nhật Bản thời xưa. Shinpachi bắt gặp chị gái, Và lần nữa bị đánh cho bầm đầu vì cái tội trốn việc. Nhân lúc tình thế hỗn loạn, ông đầu quán định bỏ trốn, nhưng mà khó, Otae đã ở ngay phía sau và lôi anh ta về võ đường. Người đàn ông đầu quán này chính là Sakata Jintoki nhân vật chính của bộ anime này, từng là một samurai rất ngầu nhưng bây giờ thì thất nghiệp. Bài học rút ra là ai cũng có lúc nọ lúc trai. Như lúc này thì Gintoki đã bị Otae đấm sưng mặt sau khi khiến em trai cô thất nghiệp biết mình sai chắc thế nên là để xin lỗi thì Gintoki hứa sẽ giúp Shinpachi tìm việc Otae hãy yên tâm bởi vì đấy là nghề của anh ta rồi cụ thể thì Jin là giám đốc cho một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tên dân làm đủ nghề Jin Chan nơi này nhận làm mọi thứ từ bắt mèo hoang cho đến giải cứu trái đất không thiếu một cái gì cả mỗi tội bây giờ đang thiếu việc thôi một thanh niên thất nghiệp hứa giúp người khác tìm việc trò đùa này không vui Otae đã căng nhưng mà trong lúc người đàn bà đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì từ bên ngoài một tốp người xuất hiện họ chính là chủ nợ của chị Em Otae, cụ thể là của bố cô. Bố của Shinpachi đã qua đời và gia tài của bố Shinpachi thì không phải là một bài hát ý nghĩa mà là đống nợ từ bọn cho vay nặng lãi cùng với cái võ đường mà rách đến nỗi nó có thể bỏ con. Deadline trả nợ đã qua từ lâu nhưng mà chị em Shinpachi vẫn chưa trả được tiền và giờ thì chủ nợ đã đến để đòi cả gốc lẫn lãi. Nếu mà không trả được tiền nữa thì Otae sẽ phải đến cái chỗ này để làm phục vụ và trong nó thì không được lành mạnh cho lắm nên là Shinpachi không muốn chị mình lên đó nhưng mà Otae thì nghĩ khác, cô ấy muốn giữ lại võ đường của cha nên đã tình nguyện bán mình và mọi chuyện cứ thế là xong. Tất nhiên là không đây là sâu nen và những lúc nguy hiểm nhất thì nam chính sẽ xuất hiện để làm bánh kẹm à không ý tôi là đứng ra để giải quyết tình hình Toki đèo Shibachi trên con xe vác màu bạc rồi cùng nhau đến cái chỗ kia để cứu otae người ngay lúc này đang bị một ông già thả dê nhưng mà trước khi ông này kịp kéo được bất cứ thứ gì từ người otae xuống thì Toki và Shibachi đã đến ba người với một binh đoàn almanto để kèo này chắc chắn không cân nhưng mà gintoki vẫn để hai chị em chạy trước còn mình ở lại cầm chân đối thủ lâu nhất có thể tức là khoảng một phút cả ba bị dồn vào chân tường và một trong những phần cảnh huyền thoại của Gintama đã ra đời nhạc nền đã nổi lên game này anh thắng nhưng mà không phải là vì đánh nhau với kẻ địch mà là do cố tình đập vỡ động cơ khiến cả con tàu lao xuống nước may làm sao mấy khứa amanto này lại là tội phạm nên là gintoki mới không bị bắt chứng kiến những hành động trượng nghĩa chắc thế của ông đầu quán shinpachi đã bị cảm động và quyết định đi theo anh ta để học hỏi nhưng mà chỉ một thời gian sau shinpachi đã cảm thấy hối hận vì ngày hôm sau ô tô san tức là chủ nhà của gintoki đã đến đòi tiền sau 5 tháng trễ hạn gintoki đích thực là một lưu giờ hết cứu trong một diễn biến khác ở bờ biển lúc này có hai nhóm yakuza đang đấu võ mồm với nhau trận chiến chuẩn bị lên đến đỉnh điểm thì bất ngờ một bên đưa ra con át chủ bài bóng dáng hán phục lướt qua đâu đây và thứ để lại hơn chục cái xác đám gia được người ta phát hiện vào sáng hôm sau chuyện gì đã xảy ra muốn biết thì hãy hỏi Gintoki. nhưng mà người đang chuẩn bị vào tù 15 năm vì gây tai nạn giao thông chết người ơ nhưng mà chưa chết này. đó là bởi vì cô gái này vốn là người gia tô một bộ tộc chiến binh mạnh mẽ sống lang bạc khắp vũ trụ sống ra như dán và có sức mạnh hơn người nhất là người trái đất với một cái cv đẹp như thế thì ngay khi vừa tới trái đất cô đã có ngay một chân vào băng gia cu này cứ tưởng là kéo thơm nhưng mà sau một thời gian làm việc thì lại phát hiện ra công ty fake JD đi bắt làm việc nhiều hơn những gì được thỏa thuận nên là cô đã quyết định nhảy việc nhưng mà công ty lại không chịu tuyệt đơn xin nghỉ nên là bây giờ phải chạy trốn và trong lúc đang bỏ chạy thì vô tình bị Gintoki đâm vào nghe xong câu chuyện thì Gintoki chỉ có thể cảm thán là con bé này ngu vừa lờ rồi bỏ đi và làm ra vẻ là sẽ không giúp đỡ nhưng mà làm gì có chuyện đấy tại vì phim này là phim shonen tiện nói thì cô bé này tên là Kagura Chato. <laughs> người ngoài hành tinh mà cũng có tên Nhật Bản nhé. Và sau này cũng là nữ chính của Gintama. Vì Gintoki đi rồi nên là Shinpachi và Kagura tự lên kế hoạch để chạy khỏi bọn Yakuza, nhưng mà do quá non nên là kế hoạch thất bại, cả hai bị buộc vào đường tàu, tình thế ngàn cân treo sợi miến. Nhưng mà Gintoki đã xuất hiện để cứu cả hai bằng một cách không thể nào ảo ma hơn. Kagura sau đó đã tự mình đập đám Yakuza kia ra bã và dân làm đủ nghề tràn cộng một thành viên. Còn quán rượu của Oto San thì cộng một con báo. Vậy là chúng ta đã có đủ bộ ba nên là việc tiếp theo cần làm là nhớ lại quá khứ của nhân vật chính Sakata gintoki 10 năm trước từng là một nhương di Chí sĩ uh, một cái từ fancy hơn của phản động còn giải thích rõ ra thì đây là những samurai đã từng nổi dậy chống lại amanto và chế độ mạc phủ thối đát lúc bấy giờ gintoki được coi là một trong bốn anh hùng của trận chiến nhương di với cái tên là bạch dạ xoa tuy nhiên thì sau khi để thua trước phe chính quyền và amanto thì anh đã từ bỏ chiến trường và bắt đầu cuộc sống mới nhưng mà quá khứ dơ giấy thì không thể giấu giếm được khi mà người bạn từng đồng cam cộng khổ với gintoki ở trận chiến nhương di là katsura kotaro hay có một cái tên thân thân hơn là Jura đã gài Gintoki để khiến ông đầu quán cùng Kagura và Shinpachi phải đi ra một kiện hàng có chứa bom bên trong. Địa điểm là đại sứ quán của cầu tộc một trong những Amanto đầu tiên bước vào Edo. Quả này thì dân làm đủ nghề chân đi lạnh toát luôn. Truyền thông đã chụp nét căng mặt của những kẻ khủng bố và giờ thì còn đi chung với kẻ phản động thì hết cứu. Sự ồn nào này đã kích động đến một lực lượng cảnh sát có tên là Shinsegumi. Họ thường được gọi là những con chó của mạc phủ. Nhiệm vụ tiên quyết của Shinsegumi là chống phản động, tức là tống mấy đứa như Jura vào tù. Vừa hay Gintoki lại đi chung với Jura nên là tiện bắt luôn một thể phe shin saigumi nhanh chóng tập hợp lực lượng dẫn đầu là hijikata toshiro người được mệnh danh là cục phó ác quỷ cùng với đó là okita Shogo, ghét ông ở trên Ngoài ra còn có Yamazaki Sagaru, Stalker và cục trưởng Kondo Isao cũng là Stalker. Họ xung vào tòa nhà nơi đội quân của Kasura đang ẩn náu và ra mặt trực tiếp Kintoki. Với áo trong 36 ghế chuẩn là tượng sách. Không cần nói nhiều, cả phe nhưng di cùng dân làm đủ nghề đã bỏ chạy theo một lối cửa khác. Tuy nhiên, Hijikata đã đuổi kịp và tấn công Kintoki. Mặc dù đồ họa hơi a à đuối nhưng mà Gintoki vẫn có dịp để thể hiện năng lực bằng cách là tránh được tất cả các đòn tấn công của Hijikata. Tưởng vậy là xong sao? Không, một con báo mang tên Okita Sogu đã xuất hiện và tạo đường thoát cho đối thủ. Dân làm đủ nghề cùng phe katsura trốn kỹ bên trong Thực ra không kỹ lắm Biết là giờ mình đang ở cái thế hèn Nên là Katsura định hy sinh để anh em có thời gian thoát thân Nhưng mà Gintoki đã không đồng ý Sau những mất mát ở trận chiến nhương gì Thì Gintoki không muốn mất thêm một đồng đội nào nữa Mà nhất đó lại còn là Jura Cũng cảm động đấy Nhưng mà đây là Gintama Nên là chẳng có mặt anh em xã hội chủ nghĩa nào cả Và chỉ có Kagura trong lúc hai ông kia nói chuyện Thì vô tình kích hoạt cả bom Khi nó đếm ngược Giờ đây thì địch hay ta cũng chả hề quan trọng Nổ là chết hết Nên là Gintoki vội bê quả bom chạy ra ngoài tìm cách giảm thiểu thiệt hại nhưng mà cách nào để vẫn chưa biết à em bằng cách này hay hay lắm ấy quả bom phát nổ trên không trung thế là không có thương vong nào phe phái Kasura và dân làm đủ nghề cũng kịp thời trốn thoát trước khi bị Shin tóm được thế là hết phim happy ending tôi nói chưa hết phim đâu phim vẫn còn và chúng tôi sẽ tiếp tục trong video khác và vì phần sau không liên quan đến phần này lắm tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại